Xin chào tất cả những Bionia. Sáng hôm nay ngày 4 tháng 8 năm 2004, Thanh là tiếp tục có một bài viết, một bài video rất là thú vị về Bionia Quốc mua để tất cả mọi người như sau. Trên trang hanews.com có cái bài viết xuất hiện một ngày 2 tháng 8. Bài viết này nó có tiêu đề như sau: Bionia Quốc bước vào giai đoạn mới, khám phá tiềm năng của hợp đồng thông minh và mã thông báo Bi. Không để cho các bạn và quý vị chờ lâu, chúng ta đi vào bài viết thôi. Bionia Quốc, một nền tảng blockchain phát triển nhanh chóng, đang bước vào giai đoạn mới và sự ra đời của hợp đồng thông minh và mã thông báo Bi. Mặc dù có chi tiết kỹ thuật vẫn đang dần xuất hiện, nhưng tiềm năng của các tính năng này đã thu hút sự chú ý của những người đam mê và người dùng trên toàn thế giới. Bài viết này đi sâu vào các hợp đồng thông minh và mã thông báo Bi có thể cách mạng hóa hệ sinh thái Bionia Quốc. Hãy hình dung một hợp đồng thông minh hỗ trợ mã thông báo kỹ thuật số trong hệ sinh thái Bionia Quốc, được gọi là BitToken. Sau đây là cái nhìn về tính năng chính được mong đợi từ BitToken. Tên BitToken, ký hiệu Bi, số thập phân 18. Tổng cung, nguồn cung ban đầu do người tạo hợp đồng đặt ra. Các tính năng chính của BitToken. Thứ nhất là chuyển khoản. Tính năng này cho phép người dùng gửi mã thông báo Bi cho các cá nhân hoặc tổ chức khác một cách dễ dàng. Đây là chức năng cơ bản tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển giá trị trong mạng và đóng vai trò là nền tảng của hầu hết các hệ sinh thái mã thông báo kỹ thuật số. Tiếp theo là phê duyệt và cho phép. Với tính năng này, chủ sở hữu mã thông báo có thể đặt giới hạn chi tiêu cho bên thứ ba. Điều này cho phép các ứng dụng sử dụng mã thông báo thay mặt cho người dùng với các ràng buộc rõ ràng, mang lại sự linh hoạt và khả năng kiểm soát cao hơn. Bước tiếp theo là transfer from, chuyển đổi. Chức năng này cho phép các bên thứ ba được chấp nhận thực hiện chuyển mã thông báo từ tài khoản của chủ sở hữu. Nó hỗ trợ các hệ thống đại diện cho phép giao dịch phức tạp hơn trong hệ sinh thái Bi. Tác động tiềm tàng của hợp đồng thông minh đối với mạng Bi. Việc tích hợp hợp đồng thông minh vào mạng Bi có thể mở ra một loạt các cơ hội mới, bao gồm ứng dụng phi tập trung đáp. Với sự hỗ trợ của hợp đồng thông minh, mạng Bi có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các ứng dụng phi tập trung tiên tiến hơn. Điều này sẽ mở ra cánh cửa cho các ứng dụng sáng tạo được tích hợp với mã thông báo Bi, cung cấp các giải pháp trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Tự động hóa và minh bạch. Hợp đồng thông minh cho phép tự động hóa các giao dịch và các quy định khác mà không cần trung gian. Điều này giúp tăng cường tính minh bạch và hiệu quả, mang lại lợi ích đáng kể trong hệ sinh thái tài chính. Đổi mới tài chính, việc mã hóa và hợp đồng thông minh có thể giới thiệu các giải pháp tài chính mới, chẳng hạn như vay tập trung, vay phi tập trung và trao đổi mã thông báo. Điều này sẽ làm phong phú thêm hệ sinh thái Bi và mang đến nhiều cơ hội đầu tư và giao dịch. Đón chờ cập nhật chính thức. Hiện tại các chi tiết kỹ thuật liên quan đến triển khai hợp đồng thông minh trên Bionia Quốc vẫn đang trong quá trình phát triển. Tuy nhiên, với sự phát triển liên tục của hệ sinh thái Bi, các bản cập nhật chính thức dự kiến sẽ cung cấp bức tranh rõ ràng về cách các tính năng này sẽ được tích hợp. Bionia Quốc hướng tới kỷ nguyên mới. Việc giới thiệu hợp đồng thông minh và mã thông báo Bi đánh dấu bước tiến đáng kể của Bionia Quốc hướng tới tương lai tích hợp và sáng tạo hơn, với tiềm năng hỗ trợ các ứng dụng phi tập trung và các giải pháp tài chính mới. Bionia Quốc sẵn sàng đóng vai trò quan trọng trong bối cảnh blockchain đang phát triển. Hãy theo dõi các bản cập nhật mới nhất từ Bionia Quốc để tìm hiểu thêm về cách hợp đồng thông minh và mã thông báo Bi sẽ định hình tương lai của hệ sinh thái blockchain. Một bài viết quá tuyệt vời. Sau đây chúng ta lắng nghe phiên bản tiếng Anh của bài viết này. Pi Network enters a new phase. Exploring the potential of smart contracts and Pi tokens. Pi Network, a rapidly growing blockchain platform.
is stepping into a new phase with the introduction of smart contracts and Pi tokens. Although technical details are still emerging, the potential of these features is already capturing the attention of enthusiasts and users worldwide. This article delves into how smart contracts and Pi tokens could revolutionize the Pi network ecosystem. Envision a smart contract supporting digital tokens within the Pi network ecosystem. Known as Pi token, here's a look at the key features expected from Pi token. Name, Pi token symbol, Pi decimals, 18 total supply. Initial supply set by the contract creator. Key features of Pi token transfer. This feature allows users to send Pi tokens to other individuals or entities effortlessly. It's a fundamental function that facilitates the movement of value within the network and serves as the cornerstone of most digital token systems. Approve and allowance. With this feature, token owners can set spending limits for third parties. This enables applications to use tokens on behalf of users with clear constraints, offering greater flexibility and control. Transfer from. This functionality permits approved third parties to perform token transfers from the owner's account. It supports representative systems, enabling more complex transactions within the Pi ecosystem. The potential impact of smart contracts on Pi Network. Integrating smart contracts into Pi Network could unlock a range of new opportunities, including decentralized applications, DAPPs. With smart contract support, Pi Network could facilitate the development of more advanced decentralized applications. This opens the door to innovative applications integrated with Pi tokens, offering solutions across various sectors. Automation and transparency. Smart contracts enable the automation of transactions and other processes without the need for intermediaries. This enhances transparency and efficiency, providing significant benefits within the financial ecosystem. Financial innovation. Tokenization and smart contracts could introduce new financial solutions, such as decentralized lending and token exchanges. This will enrich the Pi ecosystem and offer a variety of investment and transaction opportunities. Awaiting official updates currently. Technical details regarding the implementation of smart contracts on Pi Network are still in development. However, with the continuous growth of the Pi ecosystem, official updates are anticipated to provide a clearer picture of how these features will be integrated. Pi Network's move towards a new era. The introduction of smart contracts and Pi tokens marks a significant advancement for Pi Network towards a more integrated and innovative future. With the potential to support decentralized applications and new financial solutions, Pi Network is poised to play a key role in the evolving blockchain landscape. Stay tuned for the latest updates from Pi Network to learn more about how smart contracts and Pi tokens will shape the future of the blockchain ecosystem. Thank you, Google. Tiếp theo chúng ta lắng nghe phiên bản tiếng Hàn Quốc của bài viết tuyệt vời này. Xin mời Google. Thank you. Pi 네트워크가 새로운 단계로 접어들다. 스마트 계약과 Pi 토큰의 잠재력 탐구. 빠르게 성장하는 블록체인 플랫폼인 Pi 네트워크가 스마트 계약과 Pi 토큰을 도입하면서 새로운 단계로 접어들고 있습니다. 기술적 세부 사항은 아직 드러나지 않았지만 이러한 기능의 잠재력은 이미 전 세계 매니아와 사용자의 관심을 끌고 있습니다. 이 기사에서는 스마트 계약과 Pi 토큰이 Pi 네트워크 생태계에 어떻게 혁명을 일으킬 수 있는지 살펴봅니다. Pi 네트워크 생태계 내에서 디지털 토큰을 지원하는 스마트 계약인 Pi 토큰을 상상해 보세요. Pi 토큰에서 기대되는 주요 기능은 다음과 같습니다. 이름 Pi 토큰 기호, PI 소수점, 18 총 공급량,
계약 작성자가 설정한 초기 공급량 P토큰 위 주요 기능 전송. 이 기능을 사용하면 사용자가 P토큰을 다른 개인이나 단체에 손쉽게 보낼 수 있습니다. 이는 네트워크 내에서 가치의 이동을 용이하게 하는 기본 기능이며 대부분의 디지털 토큰 시스템의 초석 역할을 합니다. 승인 및 허용. 이 기능을 사용하면 토큰 소유자가 제3자에 대한 지출 한도를 설정할 수 있습니다. 이를 통해 애플리케이션은 명확한 제약 조건을 사용하여 사용자를 대신하여 토큰을 사용할 수 있으므로 더 큰 유연성과 제어가 제공됩니다. 트랜스페 프롬. 이 기능을 사용하면 승인된 제3자가 소유자의 계정에서 토큰을 이체할 수 있습니다. 대표 시스템을 지원하여 피 생태계 내에서 보다 복잡한 거래를 가능하게 합니다. 피 네트워크에 대한 스마트 계약의 잠재적 영향. 스마트 계약을 피 네트워크에 통합하면 다음을 포함한 다양한 새로운 기회가 열릴 수 있습니다. 분산형 애플리케이션 탭. 스마트 계약 지원을 통해 피 네트워크는 보다 진보된 분산형 애플리케이션의 개발을 용이하게 할 수 있습니다. 이를 통해 피 토큰과 통합된 혁신적인 애플리케이션으로의 문이 열리고 다양한 부문에서 솔루션을 제공합니다. 자동화 및 투명성. 스마트 계약을 사용하면 중개자가 필요 없이 거래 및 기타 프로세스를 자동화할 수 있습니다. 이를 통해 투명성과 효율성이 향상되어 금융 생태계 내에서 상당한 이점이 제공됩니다. 금융 혁신. 토큰화 및 스마트 계약은 분산형 대출 및 토큰 거래소와 같은 새로운 금융 솔루션을 도입할 수 있습니다. 이를 통해 피 생태계가 풍부해지고 다양한 투자 및 거래 기회가 제공됩니다. 공식 업데이트 대기 중. 현재 피 네트워크에서 스마트 계약을 구현하는 것과 관련된 기술적 세부 사항은 아직 개발 중입니다. 그러나 피 생태계가 지속적으로 성장함에 따라 이러한 기능이 어떻게 통합될지에 대한 더 명확한 그림을 제공할 공식 업데이트가 예상됩니다. 피 네트워크 위 새로운 시대로의 전환. 스마트 계약과 피 토큰의 도입은 피 네트워크가 보다 통합되고 혁신적인 미래를 향해 나아가는 데 큰 진전을 이룹니다. 분산형 애플리케이션과 새로운 금융 솔루션을 지원할 수 있는 잠재력을 갖춘 피 네트워크는 진화하는 블록체인 환경에서 핵심 역할을 할 준비가 되었습니다. 피 네트워크 위 최신 업데이트를 확인하여 스마트 계약과 피 토큰이 블록체인 생태계의 미래를 어떻게 형성할지 자세히 알아보세요. 땡큐 우고. As an observer visual, I would like to thank everyone for watching the video. Goodbye and see you again in the next video. Up for my channel Benegook new update. Thank you very much. Goodbye. See you again. Have a good day. Bye.